Linh làm việc với nhau rất là lâu. Không biết là anh mê cái lương tới mức độ mà anh phấn khích luôn. Thì hôm nay mình tặng cho em một câu đi. Hơi dài không được thì cũng là hơi ngắn. Một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Hoài Linh thưa quý vị. Mời trò Linh trả bài. Em ơi anh dần biết rằng em rất khổ đau, nên khi nhìn anh lệ tràn tuôn chảy, nhưng anh biết phải làm sao trước tình cảnh trái ngang. Phải đành cam chịu ôm bão đau thương, mà thời gian qua lòng anh thương nhớ biết bao giờ quên kỷ niệm xưa. Nhớ chăng hôm nào mình bên nhau, tay trong tay anh vẫn yêu, giờ đã không còn gần gũi bên nhau. Dù biết chờ đợi chỉ là hoài công, nhưng anh sống giữa tình em qua kỷ niệm mê mềm. Mà vuốt vuốt đẹp chữ, nhưng đó mà biết chỗ vuốt về dưỡng giọng mình. Hay quá, mấy chữ cái phải tầm thường, chồng tôi cũng ngon lành chứ. Nhiều khi hai cô chú cũng đoán sai, chỉ mong cho hai con được tha. Đó là được rồi, để ôm một mở tiền về cho vui cửa vui nhà đôi bên. Chồng em hát minh họa chứ. Nằm nghe sóng vỗ từng lá xa, bọt trăng theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đi. Chẳng nhô lên cao, chẳng gác trên đồi núi, mây xanh xanh ngơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mang em màu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nhẹ, nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Cảm ơn.